đa năng. Chúng ta đã cùng thể hiện hai phần trình diễn trong cả một phần thi của mình. Như vậy thì Thiên Nga ơi, bạn có thể là giới thiệu đôi nét về mình không? Mình bao nhiêu tuổi, cũng như là đây là lần thứ bao nhiêu mình cùng tham gia với cuộc thi của Vincom Megamon Thảo Điền rồi? Dạ, con lần đầu tiên thì Thiên Nga xin chào tất cả ban giám khảo và các cô chú, các anh chị và tất cả mọi người. Con là một cô gái nhỏ nhắn rất là dễ thương luôn đúng không nào? Rồi Thiên Nga bao nhiêu tuổi đây? Dạ, năm nay thì con 11 tuổi. Wow, 11 tuổi nhưng mà có tài năng nhí rất là tuyệt vời. Như vậy thì hồi nãy là có nghe được giọng hát của bạn Thiên Nga, một giọng hát rất là khác lạ, rất là độc đáo so với các tiết mục khác. Và ở dưới thì ban giám khảo của mình đã thực hiện là phải quay một cái đoạn clip lại. Chắc chắn là ở bên dưới thì ngay bây giờ chúng tôi đang rất là nóng lòng để có thể là lắng nghe những lời nhận xét đến từ phía ban giám khảo. Và xin mời cô Khánh Hang cũng như cô Thu. Dạ rồi. Chúc mừng con, hát rất là hay. Đây là cô không có hiểu hết ý nghĩa của bài hát của con. Với lại con hát cái bài này á, thời điểm nó khá tôi nhìn rất là kiếm nghiệp luôn, rất là ngàn tỷ. Còn phần tiếng hợp đó cô phải nhìn là cô Khánh Hà, tại cô Khánh Hà tại vì thân nhạc ha. Chúc mừng con nha. Chúc mừng Thiên Nga hoàn thành tốt cuộc thi. Mặc dù là âm thanh có trục trặc một chút xíu, nhưng mà cô Khánh Hang thấy là Thiên Nga vẫn rất là thả hồn và rất là tập trung cho phần biểu diễn của mình. Mặc dù xung quanh là có tiếng nhạc nè, rồi đám đông, rồi âm thanh, mọi thứ là rất là cản trở, nhưng mà con vẫn nhắm mắt thả hồn tập trung. Cô Khánh Hang rất là thích ở cái điểm này của con. Chúc mừng con. Dạ vâng ạ, và tiếp tục sẽ là phần diễn xuất đến từ anh Edwin. Thầy thấy con là có một cái đích chứng tốt nhất rất là ngôi sao ở đây. Và thầy chúc con là sẽ luôn luôn nuôi dưỡng cái niềm mơ ước đó. Và khẳng định ngắn gọn, con sẽ là một đối thủ nặng ký trong các quân này hơn. Như vậy là trải qua năm phần thi rồi và với những lời nhận xét vừa rồi đến từ ban giám khảo, hy vọng là bạn chúng ta sẽ có thể là tự tin hơn, cũng như là sau những lời nhận xét này chúng ta sẽ cố gắng tập luyện nữa. Và hãy cùng chờ đón với ngôi vị quán quân ngày hôm nay sẽ thuộc về ai mọi người ơi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi xuống bên dưới để có thể là cùng thưởng thức với chương trình nha. Và trước khi tiếp tục với những